Thế là chỉ khoảng sau 20 phút là mình đã có được một cái món ăn bình dân mà ngon miệng nữa các bạn. Là gan gà mình xào với miến và rau cải thìa. Món này ăn mình ăn no được nè. Nguyên liệu để mình làm món gan gà xào với miến thì ở đây mình có 500 g gan gà này các bạn. Mình mua mình lựa những cái miếng gan cái nó to và nó đẹp á. Rồi mình rửa cho nó sạch sẽ, mình cắt một miếng gan ra làm hai làm ba phần nè. À, mình rửa cho sạch sẽ, mình để cho ráo nước rồi nè. Ở đây mình có một cái gói miến Phú Hương, một lát nữa mình sử dụng có 1/3 gói thôi. Và ở đây mình có 500 g rau cải thìa. Mình đã cắt ra và mình rửa sạch sẽ rồi. Một lát nữa những cái lá dài mình sẽ cắt ra làm hai để cho nó ngắn thôi nha. Rồi những cái gia vị để mình xào với gan gà thì mình có nước mắm này, chỗ này khoảng 1 muỗng canh và khoảng nửa muỗng canh đường, mình có một xíu bột ngọt, một xíu bột nêm và một xíu tiêu bột. Ở đây mình có cái đầu hành mình đã cắt nhỏ và hành lá mình cắt nhỏ này. Ở đây mình có chuẩn bị một cái nồi nước mình đã nấu nó sôi lên nè. Thì bây giờ mình cho khoảng 2 lọn miến nha. Ở trong một cái bịch này là nó có 6 lọn thì mình cho 2 lọn là 1/3 bịch. Mình cho vô đây. Rồi. Mình tắt bếp đi và mình cứ để miến ngâm ở trong nước nóng nha. Mình bật lửa lên rồi mình bắc lên trên bếp một cái chảo, mình có cho vô đây khoảng hơn 1 muỗng dầu ăn và nó đã sôi rồi thì mình cho cái phần đầu hành trắng và hành tím mình băm nhỏ, mình xi cho nó thơm nha. Rồi mình cho cái gan gà vô để mình xào trước nè. Mình nêm vô những cái gia vị nè các bạn. Nước mắm này. Bột nêm này. Tiêu. Và đường. Và mình đảo để cho cái gan gà nó thấm với những cái gia vị nha. Khi mình xào cái gan gà nó đã thấm với gia vị và nó đã gần chín rồi các bạn. Thì mình cho rau vô để mình xào nha. Rau này cái cọng nào dài thì mình cắt làm hai. Sau khi mình cho rau cải thìa vô mình xào nó đã chín rau cải rồi á, thì ở bên này này các bạn, mình sẽ đổ cái miến nó ra ngoài cái rây nha để cho nó ráo nước nha. Mình xóc xóc cho nó ráo nước và mình cũng cho nó vô để mình xào chung với lại gan với rau cải luôn, nó còn nước này. Rồi, cuối cùng là mình nêm một xíu bột ngọt vô này các bạn. Và mình cũng nêm cái hành lá mình cắt nhỏ. Mình đảo đều đi để cho những cái nguyên liệu này nó hòa lẫn vô với nhau nè. Miến, gan gà và rau cải. Như vậy là cái món ăn của mình nó đã được rồi đó. Mình tắt bếp nha. Mình đơm cái món ăn của mình ra ngoài dĩa luôn nè các bạn. Lấy một cái dĩa to, mình đơm nó mới hết á.
Thế là chỉ khoảng sau 20 phút là mình đã có được một cái món ăn bình dân mà ngon miệng nữa các bạn. Là gan gà mình xào với miến và rau cải thìa. Món này ăn mình ăn no được nè. Mến chào các bạn nha.